Ngày thứ bảy hôm nay sẽ có 12 đội ra sân, trong đó khá nhiều trận cầu đáng chú ý như cuộc đụng độ của hai gã khổng lồ miền Tây là Utah Jazz và Los Angeles Lakers. Hay các trận đấu ở miền Đông lúc này cũng cực kỳ kịch tính cho cú chạy nước rút ở vòng playoff. Tuy nhiên, điều thôi thúc tôi phải làm về trận đấu ngày hôm nay đó là bởi phong độ đỉnh cao của hai ngôi sao lớn của hai đội bóng, Jason Tatum và Stephen Curry. Cả Golden State Warriors lẫn Boston Celtics đều đang có cho mình những ngày thi đấu thăng hoa phong độ và tưng bừng cảm hứng. Còn nhớ cách đây một tuần, cỏ ba lá đang ở đâu đó phía nửa sau bảng xếp hạng, nhưng họ đã có một cú bứt tốc ngoạn mục để leo lên vị trí thứ 5 miền Đông. Hạt nhân vẫn là Jason Tatum. Ngôi sao 9X vẫn thể hiện mình bản lĩnh ra sao trong việc làm điểm tựa cho cả đội. Tatum thi đấu tốt, kéo theo đó là sự hứng khởi của toàn đội. Những Kemba Walker hay là Jaylen Brown tìm thấy nhịp độ quen thuộc của mình và càng đánh càng hay. Trong 5 trận gần nhất, Celtics đã bại thành công 3 đội mạnh ở miền Tây khác là LA Lakers, Denver Nuggets và Portland Trail Blazers. Họ chắc chắn muốn làm dài thêm danh sách các ngoại binh của mình bằng một trận thắng giòn giã trước Warriors trong cuộc đụng độ hôm nay. Và tất nhiên, Warriors hôm nay cũng có cùng ý định đó. Phong độ hủy diệt của Curry trong 9 trận gần nhất không chỉ giúp anh thiết lập những cột mốc mới trong sự nghiệp, mà còn củng cố niềm tin với người hâm mộ rằng các chiến binh chưa bao giờ có ý định buông bỏ chiếc vé playoff. Họ đang cố gắng qua từng giây phút có mặt ở trên sân. Dù rằng cơn bão chấn thương đã càn quét qua vùng vịnh, nhưng với tinh thần chiến binh, người trên sân chiến đấu thay phần cho người nằm viện. 4 trận thắng liên tiếp có lẽ là thành phẩm xứng đáng cho những nỗ lực của họ. Tuy nhiên, những dự đoán ngoài sân lại có phần nghiêng về phía đại diện miền Đông Boston Celtics. Curry hủy diệt thật đấy, 9 trận liên tiếp ghi trên 30 điểm là rất ấn tượng, nhưng nói đi cũng phải nói lại, phía Celtics có sự góp mặt của nhiều All-Star với phong độ khá tốt ở những trận gần đây. Kemba Walker, Jaylen Brown cùng Jason Tatum. 3-1 không chột cũng khỏe, Curry rất cần sự trợ giúp của các đồng đội, nhưng chưa có gì chắc chắn rằng họ có đủ khả năng. Chưa kể lịch sử lại có phần ưu ái cho đội bóng áo xanh lá khi 5 cuộc đụng độ gần nhất họ thắng cả năm. Còn lần cuối mà Warriors có được chiến thắng là vào 27 tháng 1 năm 2019. Rất lâu rồi phải không nào? Nhưng dự đoán cũng chỉ là dự đoán, kết quả chỉ có thể được định đoạt sau tiếng còi mãn cuộc. Ngay từ hiệp 1, thế kèn cựa chỉ kéo dài hơn 2 phút phần còn lại của hiệp 1. Hay nói đúng hơn là của nửa đầu trận đấu, cuộc chơi thuộc về Warriors khi họ tỏ ra vô cùng lấn lướt. Đặc biệt khi thời gian dần trôi đến giờ nghỉ giữa hiệp, Warriors đã thiết lập khoảng cách 16 điểm. Họ lấn lướt trong các tình huống ném xa lẫn khai thác tốt trong khu hình thang. Hiệu suất của riêng hai hiệp đầu, Warriors đạt mốc 59% hiệu suất ghi điểm, ném 39 vào 23. Trong đó bếp trưởng Curry góp công 7 cú ném thành bàn. Chế độ MVP được Curry bật ngay từ đầu giải và những trận gần đây nó càng cho thấy công dụng của mình. Anh chỉ mất 2 hiệp đầu để có được 22 điểm cùng với hiệu suất 54%. Thật quá khủng khiếp. Những tình huống ném bóng như làm xiếc cùng một sự thong dong đến đáng sợ đã làm hàng thủ của Celtics phải lạnh sống lưng. Cứ có cảm tưởng Curry cứ lên dáng ném thì bóng lại lọt rổ. Bên cạnh đó, anh cũng làm tốt trong nhiệm vụ câu lỗi của mình với 8 tình huống end one. Điều này phần nào làm các tay phòng thủ phía cỏ ba lá phải chùn tay. Không chỉ khiến đối thủ toát mồ hôi hột, Curry còn làm cho cả đồng đội lẫn ban huấn luyện Warrior phải lạnh sống lưng khi trận đấu còn chưa đầy 7 phút. Curry bỗng nằm sàn và tỏ ra khá đau đớn. Qua băng quay chậm, chúng ta có thể thấy chân của anh đã tiếp xúc với mặt sân không đúng cách, dẫn đến việc cổ chân bị lật. Viễn cảnh thủ lĩnh vùng vịnh phải tiếp tục ngồi ngoài ắt hẳn đã hiện lên trong tâm trí không ít của viên Warriors. Rất may cơn ác mộng ấy không xảy ra. Pha lật cổ chân của Curry không quá nặng và đầu bếp có thể thi đấu tiếp phần còn lại của trận đấu. Nếu hai hiệp đầu Curry tung hoành giúp các chiến binh cầu cổng vàng nắm giữ lợi thế điểm số, ở đầu sân bên kia, Tatum chính là thế lực giúp trận đấu không vượt tầm kiểm soát của Celtics. Không hề kém cạnh với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, Tatum kết thúc hai hiệp đầu với 23 điểm, hiệu suất cực cao 75%, cùng 3/4 tình huống ném xa đúng địa chỉ. Niềm hy vọng của Celtics không làm bất cứ ai phải thất vọng với đẳng cấp All-Star của mình. Khi mà đồng hồ chỉ còn tính bằng giây là sẽ kết thúc hiệp 2. Tatum nhanh chóng thu hẹp khoảng cách 11 điểm xuống còn 6 điểm với một tình huống đột phá lên rổ đầy tính cơ bắp và một cú ném trung bình cực kỳ cảm giác. Nửa sau của trận đấu là màn đọ súng căng thẳng của Tatum và Curry. Cầu thủ mang áo số 30 cực khét với những lần khai hỏa của mình. Anh ném xa thành công 5/7 lần và tất cả đều ở khoảng cách rất xa so với vạch 3 điểm và không hổ danh là tay thiện xạ xuất sắc thứ 2 trong lịch sử NBA. Còn Tatum tận dụng tốt thể hình và đôi chân linh hoạt để dạo chơi trong khu hình thang của Warriors. Liên tiếp là những điểm số quan trọng được Tatum thực hiện ở vị trí này. 3 phút cuối cùng có lẽ là 3 phút kịch tính nhất của trận đấu. Sau một vài đường truyền, Celtics đã mở ra một vị trí vô cùng trống trải cho Marcus Smart thực hiện thành công cú ném xa đưa cỏ ba lá vươn lên dẫn trước 111-108.
Sau đó Kevin Rooney bù bóng thành công để quân bình tỷ số. Phía đội bóng áo xanh cũng không chịu thua, liên tiếp là Tatum và Kemba đem lại 5 điểm quý hơn vàng trước khi Curry làm sống dậy hy vọng cho các thủ Warriors bằng quả ném 3 thu ngắn cách biệt còn 2 điểm. Chỉ tiếc rằng thời gian còn lại quá ngắn để Warriors có thể tạo nên điều kỳ diệu. Chung cuộc các chiến binh rời sân TD Garden với thất bại sít sao 114-119, đồng thời dừng chuỗi bất bại của họ ở con số 4. Tuy thua nhưng Warriors hoàn toàn có quyền tự hào về những gì đã thể hiện trong trận đấu ngày hôm nay. Stephen Curry tiếp tục phong độ hủy diệt với trận thứ 10 liên tiếp, có trên 30 điểm. Sánh ngang cùng huyền thoại Kobe Bryant khi là cầu thủ trên 33 tuổi làm được điều này. Chưa dừng lại ở đó, Curry cũng là cái tên duy nhất có 3 trận ghi trên 40 điểm trong vòng 1 tháng. Ngoài bếp trưởng, tinh thần chiến binh của đội chủ sân Trey Sander vô cùng tuyệt vời. Nếu theo dõi trận đấu hẳn các bạn sẽ ấn tượng với tình huống lăn xả cứu bóng của Juan Toscano-Anderson, tạo tiền đề cho cú ném 3 sau đó của Curry. Tuy cầu thủ gốc Mexico phải rời sân ngay sau đó vì chấn thương vùng đầu, nhưng sự máu lửa này của anh đã nhận được tràng pháo tay rất lớn từ các cổ động viên Boston Celtics. Bên cạnh Curry thì 22 điểm Quickin, 16 điểm của Bazemore phần nào đã san sẻ áp lực điểm số. Kemba đã khen ngợi các đồng nghiệp bên kia chiến tuyến rằng đây quả là một trận đấu nhọc nhằn, chúng tôi biết chắc rằng trận này sẽ chẳng dễ ăn chút nào. Các cầu thủ Warriors thi đấu vô cùng kiên cường, tất nhiên là vì họ đang sở hữu một ngôi sao xuất sắc nhất thế giới. Curry thật sự rất đỉnh. Tuy nhiên, điểm yếu dữ dội một lần nữa lên tiếng báo động, thiếu vắng James Wiseman. Warriors biến trận đấu ngày hôm nay thành một đêm ra mắt không thể dễ dàng hơn cho Jabari Parker bên phía Boston. Cựu pick 2 năm 2014 chỉ mất hơn 15 phút để ghi được 11 điểm và 4 lần rebound tấn công. Celtics cũng tận dụng tốt lực lượng hàng trong cơ bắp của mình để ghi được 48 điểm so với chỉ 38 điểm của Warriors. Bên cạnh đó là sự non kinh nghiệm của các thủ trẻ Warriors đã bị nắm thóp. Bằng chứng là họ để mất bóng 17 lần, Celtics đã tận dụng triệt để sơ hở này và ghi đến 23 điểm. Chiếm spotlight trận đấu ngày hôm nay chắc chắn phải là 44 điểm của Jason Tatum và 47 điểm của Stephen Curry. Cuộc đọ súng hôm nay nhận được cơn mưa lời khen của toàn thế giới NBA. Đài ESPN đã đăng một dòng tweet rằng đây là một trong những trận đấu hay nhất năm. Chiến thắng ngày hôm nay giúp Celtics leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, đồng thời kéo dài chuỗi bất bại lên con số 6. Họ có thể làm dài thêm danh sách bại binh khi trận đấu sắp tới. Họ chỉ gặp Chicago Bulls, Jason Tatum đang có phong độ rất cao, vì vậy rất khó để Celtics có thể thua trong trận đấu này. Còn về phía Warriors, bản thân tôi lúc này đang rất muốn họ có những cú bứt tốc ngoạn mục hơn nữa để chắc suất vào playoff, cũng như thành tích của tập thể sẽ tốt hơn. Vì sẽ rất đáng tiếc nếu thứ bóng rổ đẳng cấp mà Curry đang trình diễn hàng ngày lại không đem về cho anh một suất đề cử danh hiệu MVP, phải không nào? Như tôi đã hứa, đã có những điều mới mẻ xuất hiện trên các hệ thống kênh YouTube của bình luận viên Anh Quân, và có lẽ là các bạn cũng đã cảm nhận rõ điều đó. Hãy ấn subscribe, ấn thông báo để không bỏ lỡ bất cứ một video nào, bất cứ một câu chuyện nào mà tôi kể dành cho các bạn mỗi ngày. Cảm ơn đã luôn ủng hộ kênh YouTube của bình luận viên Anh Quân.